Hello, chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình lọc cổ phiếu vào đầu phiên và nhận định thị trường. Và hôm nay thì Thái Lê sẽ đồng hành với các anh chị trước cái phiên giao dịch ngày mùng 8 tháng 6. Và trong cái quá trình chúng ta đang lọc cái cổ phiếu thì Thái Lê sẽ phân tích về nhận định thị trường. Rồi welcome các anh chị, và các anh chị trong quá trình theo dõi đừng quên là ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của ITP, cũng như là các anh chị có thể thả một cái quả tim ở ngay phần comment để cho giúp cho cái video này có thể có cái sự lan tỏa hơn, nhiều người biết hơn hơn. Rất là cảm ơn các anh chị nha. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào luôn cái việc chạy bộ lọc, và trong cái quá trình chạy bộ lọc thì Thái Lê sẽ đi cùng với anh chị về phân tích thị trường. Như vậy thì ngày hôm qua thị trường đã có một cái phiên thứ 5 liên tiếp tăng điểm, đúng không ạ? Một cái phiên tăng điểm rất là mạnh mẽ, và dường như là hôm qua đầu tiên tạo ra một cái cú gáp và sau đó thị trường đã có những cái áp lực chốt lời bán. Tuy nhiên nhanh chóng thì sang phiên chiều, nửa cuối phiên chiều thì cái lực cầu tiếp tục hấp thụ vào, đặc biệt nhất đó là đến từ cái nhóm cổ phiếu bất động sản thì đã giúp cho thị trường của chúng ta vươn lên mạnh mẽ. Ngày hôm qua thì một số cái nhóm cổ phiếu nổi bật đã kéo giúp thị trường, đó chính là nhóm bất động sản, nhóm thép và nhóm bán lẻ. Còn ở cái chiều ngược lại thì chúng ta thấy là nhóm ngân hàng, nhóm cổ phiếu vua thì đang có một cái sự chững lại, hay là cả nhóm chứng khoán thì cũng đang có những cái rung lắc điều chỉnh. Thì do vậy nên là với cái diễn biến của thị trường trong cái giai đoạn hiện nay thì cũng đang khiến cho nhiều nhà đầu tư của chúng ta, đặc biệt nhất là những anh chị mà đang đứng ngoài, thì chúng ta khá là khó xử lý. Nhảy vào mua thì sợ đu đỉnh, mà đứng ngoài thì thấy thị trường cứ miệt mài đi lên. Đấy là một cái điểm mà rất là vô cùng là khó chịu. Do vậy nên là các cái chương trình mà lọc cổ phiếu đầu phiên này thì cũng hy vọng sẽ tìm kiếm được cho các anh chị những cái cổ phiếu cực kỳ tốt. Nhưng ngày hôm qua chúng ta có hai mã HAH và Novaland, trong đó thì HAH thì nó không về được những cái vùng kỳ vọng như 41.5. Tuy nhiên Novaland các anh chị thấy đó là một cái siêu cổ phiếu và chúng ta mua ở ngay cái vùng giá tham chiếu luôn. Thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã có ăn được một cây trần 7%. Đấy, thì hôm qua có anh chị nào vào kịp được Novaland không? Thì Novaland thì ngay ở cái chương trình livestream vào 10 giờ cho đến 10 giờ à 12 giờ vào trong phiên giao dịch buổi sáng thì Thái Lê cũng đã lên kèo cho các anh chị. Còn đương nhiên thì đối với các anh chị ở room khách hàng thì đã khuyến nghị các anh chị tham gia vào từ cả cái cổ phiếu PDR Novaland trong cả cái thời gian vừa qua. Thì chúng ta thấy với cái diễn biến của thị trường như hiện nay thì cái trạng thái tách kiếm đang khiến cho thị trường có thể xảy ra sự điều chỉnh bất kỳ thế nào. Chúng ta để ý nhá, với cái việc mà thị trường tiếp tục là phá cái vùng đỉnh, ví dụ như ngày hôm nay tiếp tục phá đi cái vùng 1113 thì thị trường của chúng ta vẫn tiếp tục một cái hành trình, đó là hai kiếm vẫn đi lên, mặc dù cái đà tăng của nó sẽ yếu nhưng nó sẽ đi lên. Chúng ta lưu ý là cái vùng mà đỉnh cũ của nó nằm rơi vào cái vùng là bao nhiêu đây, 1120, 1120, 1124. Do vậy nên nó vẫn có thể là cứ chạy túc tắc lên ở đây. Tuy nhiên là cái sự phân hóa các cái cổ phiếu thời điểm hiện nay đang khá là cao. Do vậy nên nếu các anh chị là những người đứng với cái tỷ trọng tiền mặt cao thời điểm hiện nay, các anh chị nhảy vào mua ấy, thì chúng ta hết sức là phải thận trọng, hoặc là các anh chị chỉ nên tham gia với cái tỷ trọng vừa phải thôi để cho chúng ta bớt đi cái sự tâm lý, chứ khả năng cái sự điều chỉnh của thị trường thì có thể sẽ xuất hiện đâu đó trong vòng một vài phiên tới. Thì chúng ta lưu ý, và nếu mà đã xảy ra cái sự điều chỉnh thì cơ hội để các anh chị tham gia mua vào thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta cố gắng cố tình để đu bám ở vùng này các anh chị nha. Rồi đây đã chúng ta đã có một cái bộ lọc đây này. Thì thông qua cái bộ lọc này thì Thái Lê tin là chúng ta sẽ có được những cái cơ hội điểm mua và điểm bán. Như ngày hôm qua thì đến cái bộ lọc của chúng ta cũng chỉ tìm kiếm được hai mã thôi. Và hai mã thì đặc biệt như là Novaland thì sau khi lòng vòng tham chiếu buổi sáng thì buổi chiều thì nó cũng đã tăng tím. Thì đa số các anh chị theo dõi cái chương trình này, nếu chúng ta thích cổ phiếu đấy thì chắc cũng đã có thể tham gia được một cách rất là nhẹ nhàng từ cái phiên sáng rồi. Ok, như vậy là số lượng cổ phiếu support nằm ở cái vùng hỗ trợ cái hôm nay là chúng ta thấy đã rất ít, tức là đa số cổ phiếu đều đã có cái sự bùng nổ lên phía trên rồi. Nên là để mà nói thời điểm hiện nay mua có an toàn hay không thì chắc chắn là nó sẽ không an toàn lắm nữa rồi, bởi vì gần như đa số các cổ phiếu đều đã có cái vùng nền nền đã chạy phía trước rồi. Tuy nhiên thì vẫn nhắc lại với các anh chị đó là về cái trên cái đồ thị của trung hạn, đồ thị tuần hay đồ thị tháng thì thị trường vẫn đang hết sức là tích cực các anh chị nha. Và chúng ta vẫn còn là nhìn như ở trên cái đồ thị tuần thì cái dư địa của nó sẽ tăng lên ở cái vùng 1150 cho đến 1154 trong vòng là có thể là khoảng 2 đến 3 tuần tới.
Đấy là cái sự tích cực nhất của thị trường. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì cần thiết nó phải có một cái sự đi ngang hoặc một cái sự điều chỉnh thì mới tạo ra được cái sự cân bằng, chứ còn lại cứ tiếp tục miệt mài cứ tăng 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 lên thế này thì bây giờ chắc chỉ phù hợp cho dành cho những anh chị mà đã có sẵn hàng, còn lại các anh chị nhảy vào thì thời điểm hiện nay thì nên quan tâm những cái cổ phiếu mà có thể là chúng ta thấy những cái nhóm nào đợt vừa rồi nó chưa chạy hoặc là nó đang mới chỉ le lói cái sự dòng tiền tham gia thì các anh chị tham gia thôi. Còn cổ phiếu đã chạy khá là mạnh rồi thì chúng ta hết sức là thận trọng nha. Ok, chắc là nó cũng bộ chạy nó cũng xong rồi. Ok. Như vậy là cái đột biến thanh khoản trong ngày hôm qua cũng tiếp tục là khá là cao. Ok. Đây, nhôm sông Hồng, nhôm hồng cũng tăng mạnh ha. Đó, rất là nhiều cổ phiếu HAH này, HAH vào ngày hôm qua của chúng ta nó chỉ về được khoảng 42.5 thôi. Khá đáng tiếc trong khi chúng ta sẽ chờ 41.5. Ok, có anh chị nào tham gia được thì cũng rất là chúc mừng. VLB Biên Hòa. Mã này thanh khoản hơi thấp nhỉ. Thanh khoản hơi thấp. Nhưng mà vẫn khá là đẹp các anh chị nha. Mã này chúng ta có thể tham gia được ở quanh cái vùng 31.2. VLB. À, 31.2 là cách ở cái vùng này khoảng tầm có 1% thế này. Khá gần. Ok, hoa sen đã tăng khá là đẹp rồi. Thêm tiếp tục một cái cổ phiếu nhóm thép. Như vậy nhìn qua thì cổ phiếu nào nó cũng chạy khá là mạnh. Chạy mạnh thế này thì không phù hợp lắm cho chúng ta kinh doanh đúng không? Nam Kim cũng chạy. Rồi các anh chị mà có cổ phiếu thì chúng ta cũng có thể là tận dụng để đây cổ phiếu này Novaland ngày hôm qua vừa khuyến nghị các anh chị chúng ta mua vào. Đấy thì hôm qua Thái Lê cũng có làm một cái video bởi vì khá là nhiều cổ phiếu khi còn đỏ hay là khi nó còn đi ngang thì khuyến nghị các anh chị chúng ta vẫn hơi lăn tăn. Nhưng mà đến khi nó tím rồi thì nhiều người lại đặt câu hỏi. Hôm qua Thái Lê có làm cái video thì gần như đối với những cái cổ phiếu Novaland thì nó tích lũy đã rất là chặt rồi. Và đây mới chỉ là những cái phiên đầu tiên thôi. Đấy là cái điểm mạnh của cái cổ phiếu này. Nhá, thì các anh chị mà tham gia cái cổ phiếu này thì chúng ta sẽ đương nhiên là sẽ bị hớ hơn so với những người khác, nhưng mà đây cái đà dư địa, cái đà tăng của nó vẫn còn đang khá là cao, nên nếu mà đối với Novaland nó cũng có những cái vùng giá đỏ ngày hôm nay thì các anh chị nhanh chóng cứ tham gia thôi. Còn lại mở mở cửa mà nó tăng mạnh quá thì thôi, thì chúng ta có thể chờ đợi trong vòng ít phiên tới, có khi là sang sang đầu tuần đó. Thì nó sẽ tạo ra cái sự cân bằng, chứ cũng không có cổ phiếu gì nó cứ chạy mãi đâu, nó sẽ còn phải quay trở về đón, bởi vì với cái việc mà tăng như vậy thì cái lực cầu nó cũng hấp thụ không phải là đủ lớn để cho cái cổ phiếu nó tăng một cách bền vững dài được. Ok, như vậy thì các cái bộ lọc của chúng ta cũng không có nhiều. Novaland lại tiếp tục có quan điểm mà mình Novaland các chị vẫn hoàn toàn tham gia được, không có vấn đề gì cả, chỉ có nó tăng quá mạnh thì chịu, còn quanh tham chiếu hay giá đỏ thì quá tuyệt vời để các chị có thể tham gia nhé. Đó, cổ phiếu này thì ngày hôm qua chúng ta đã có bộ lọc đây rồi nên Thái Lê sẽ không ghi lại nữa, không thì rồi ANV, ANV nó mà điều chỉnh được về vùng 33.7 thì đẹp nha. Ok, rất là dễ những cái cổ phiếu này nó sẽ có cái sự điều chỉnh đấy. ANV 33.7 này, quanh ở vùng này các anh chị có thể tham gia được. Phân bón cũng vậy, cũng dự kiến sẽ điều chỉnh đấy. VGT mà điều chỉnh về được khoảng tầm vùng 12, 12.2 thì ok nhất. Xe mới nhóm tôm.
Khó nhờ. Lướt qua thấy cổ phiếu nào cũng chạy chơi vơi. Nó mà có đi cái nhịp điều chỉnh khoảng tầm 3-4%, nhiều cổ phiếu có điểm mua đấy các anh chị. À, chứ còn lại cứ lăng tăng ở vùng này nghe cưng hơi khoai. Đây cái gì đây? PBB à, lại không có thanh khoản. Ok. Hơi ít mã để chúng ta có thể tìm kiếm được một điểm mua đấy. Hòa Phát cũng tăng khá là đẹp. Hòa Phát gần như cổ phiếu khuyến nghị các anh chị mua từ tận tít ở đầu tháng 5. Họ cứ dập dìu mãi đúng không? Ngày hôm qua bắt đầu lại có dòng tiền tham gia trở lại. HT1 cũng tăng đẹp nhỉ. EGC cũng tăng đẹp. Nói không, những cái cổ phiếu như là EGC này. EGC nếu mà có điều chỉnh như 14.7 thì nó vẫn cứ tham gia lướt được anh chị. EGC 14.7 này. Kiểu kiểu gì đây? KDH. KDH nói chung là đều là những cổ phiếu phải có cái sự điều chỉnh và khoảng tầm 29.9 nè. Cổ phiếu gì đây? Mời May Sông Hồng. Ồ. May Sông Hồng sau cái bộ lọc của mình hôm qua không có nhỉ? May Sông Hồng các chị chờ trong vòng vài phiên tới đi. Khả năng cái vùng 34.6 May Sông Hồng này. Thực ra thì để mà có được cái vùng 34.6, 34.7 trong ngày hôm nay thì hơi khó đối với những cái cổ phiếu May Sông Hồng. Nhưng mà thời gian tới thì sẽ khá là ok đấy. Rồi. Cổ phiếu Masan. Masan thì khuyến nghị anh chị tham gia từ sớm, từ ngày hôm trước. Cái giá đỏ ngày hôm qua thì bắt đầu chạy. Novaland, PDR. Đấy, PDR thì nó sẽ chạy hơi sớm. Novaland bây giờ là nó giống như cái cây của 30 tháng 4 này các anh chị, à 30 tháng 5 á. Do vậy nên cái dữ liệu của nó tăng là còn còn rất là lớn nên các anh chị chúng ta không phải quá là lo lắng kiểu sợ bị đuổi. Nhưng mà có nhiều cái cây mà nó đã tăng mạnh đợt vừa qua rồi thì thôi nhảy vào, ví dụ như OGC các chị giờ cố gắng cố tình nhảy vào muốn đuổi nữa thì thôi bó tay. Có thể các chị hàng về cũng có thể có lãi đấy, nhưng mà cái sự rủi ro của chúng ta nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nhiều lúc đầu tư chứng khoán nó là một cái bài toán xác suất mà các chị, miễn làm sao mà chúng ta tỷ lệ thua là ít nhất, chứ không ai thể đảm bảo được 100% là luôn luôn thắng được. Rồi TD TNH. Thế nên là vì sao là đưa ra các cái bộ lọc này thì mục đích của Thái Lê cũng chỉ là để làm sao cho chúng ta có tìm kiếm được những cái điểm mua, chứ còn lại cổ phiếu không hề thiếu các chị nhá. Giai đoạn này là nhất là cái giai đoạn mà bắt đầu vào sóng vào trend như hiện nay thì cổ phiếu có sẽ có rất là nhiều, chỉ miễn là chúng ta có đủ kiên nhẫn để ngồi chờ đợi khi nó có cái sự điều chỉnh để tham gia hay không, hay bây giờ các anh chị nhảy vào và bắt đầu nó xảy ra cái sự điều chỉnh và khi mà điều chỉnh được khoảng tầm mất 2-3 ngày tự nhiên là hàng về của chúng ta lại mất lỗ mất 5-7%. Đến cái thời điểm đấy các anh chị sẽ thấy vùng giá hợp lý, vùng hỗ trợ để mua, nhưng mà đáng tiếc là chúng ta đã mua đã giải ngân hết rồi. Thế là cuối cùng là vì cái sự không kiên nhẫn của chúng ta thì trong vòng vài ngày thay vì là chúng ta bảo toàn được vốn thì chúng ta lại mất tiền, mà nhiều lúc là ngồi đứng ngoài không làm gì cả nó cũng là một cái cách để kiếm tiền đó các chị. Nên bối cảnh giai đoạn hiện nay thì cái cơ hội tìm kiếm cổ phiếu thì Thái Lê cũng thấy bắt đầu nó cũng ít dần đi, nhưng mà không phải là không có các chị nha. Các chị thấy thông qua cái chương trình lọc cổ phiếu ở đây thì gần như ngày nào chúng ta cũng đều có cổ phiếu phù hợp để các chị có thể mua được cả, chưa kể đến là các cái vùng cổ phiếu để chúng ta mua thì nó lại còn
sau đó còn tăng khá là mạnh. Chúng ta không phụ thuộc vào một cái nhóm nào hết. Ok, thì hôm nay thì có bốn cái mã này để các anh chị có thể quan tâm. Ngoài ra còn có Novaland. Novaland thì mặc dù ngày hôm qua nó chạy rồi nhưng mà quan điểm thái lê thì quanh tham chiếu các anh chị vẫn có thể tham gia được đối với cái cổ phiếu này. Rồi thì các anh chị vào sau thì các anh chị lưu ý đối với diễn biến của thị trường thời điểm hiện nay thì chúng ta vẫn đang trong những cái giai đoạn trung và dài hạn khá là tích cực và đang đi đúng hướng với những cái dự báo thời gian vừa qua. Chỉ duy nhất là trong cái ngắn hạn các anh chị thấy là đang có cái trạng thái tách kiếm ở đây thì đây là một trong những điểm mà lưu ý, hết sức là lưu ý nha. Và thị trường của chúng ta có thể xảy ra cái sự điều chỉnh trong vòng vài phiên tới nên nó sẽ phù hợp hơn dành cho những anh chị nếu mà chúng ta trải nhân với tỷ trọng thấp hoặc là các anh chị chúng ta có cái sự kiên nhẫn hơn trong cái việc là chờ đợi. Chứ đoạn này là nó có thể là không thể giảm ngay được nhưng mà nó cứ đi ngang đi ngang đi ngang đến khi mà chúng ta hết sự kiên nhẫn chờ đợi thì bắt đầu chúng ta đốc vào, bởi vì thấy nhiều cổ phiếu đợt này nó chạy ác quá thì nó có thể bị xử lý. Thì chúng ta nên lưu ý là chỉ nên tham gia vào những cái cổ phiếu nó về các cái vùng hỗ trợ thôi các anh chị nhá. Nếu nó đã break out thì nó sẽ có những cái cụ test lại. Nó nếu mà phá cái vùng kháng cự thì nó sẽ có cái sự test lại, thì khi test lại thì chúng ta tham gia, đừng có vội mua đuổi nha. Cơ hội trên thị trường giai đoạn hiện nay là rất là nhiều chứ không phải là ít. Do vậy nếu các anh chị mà vẫn còn băn khoăn về các cái tìm kiếm các điểm mua điểm bán thì các anh chị có thể liên hệ sớm với Thái Lê theo số điện thoại ở trên đây. Thì Thái Lê hy vọng là trong thời gian sắp tới sẽ được đồng hành hỗ trợ các anh chị trên cái hành trình đầu tư này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nha.